thiên cơ khùng lộ hết trơn à, giống như thầy thiên cơ kiệt lộ hết rồi. Bây giờ còn mấy chục ngày nữa mình sẽ có sự biến đổi bên trên thế giới. Bây giờ cũng căng lắm, B-52 nó bay dù 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 trên bầu trời của Bắc Hàn. Mình nghĩ bữa giờ mà nội mà tiền xăng với tiền tập trận hôm mấy năm nay tốn biết bao nhiêu ta, lấy cái tiền đó về cứu thế giới dư sức luôn, uổng dễ sợ ha. Đó là do cái ngã của nhân loại. Sau thời đại này, những thời đại về sau, người ta học cái bài học này, không có cần thiết mà làm cái chuyện dư thừa này mà tốn tiền tốn của, lo sức khỏe, lo trái đất không còn bị ô nhiễm, lo bệnh tật, rồi lo con người sau này sẽ tăng tuổi thọ nhiều. Tại những cái thế hệ sau con cháu mình á, nó không có như kiểu mình giờ, ngày nào mình cũng sống bấp bênh, lệ thuộc vào những cái sự nóng lạnh của những người hung dữ lãnh đạo trên thế giới. Cái này mình không còn cái đó nữa. Khi mà họ đã không hiểu rồi, bao nhiêu chuyện thiên cơ, bao nhiêu chuyện tâm linh, Đức Chúa Trời của họ lúc nào cũng đứng sau lưng trên đầu họ ba tấc, và cha là người quyết định mọi thứ của cái trái đất mình. Sau này khi họ hiểu, họ không còn dám hung hăng lẫn nhau nữa. Nhiều quá mà. Thì có thiên mệnh xuống thế gian để mà xuất hiện những giờ chót để đưa những người hữu duyên, con của Thượng Đế mang hội thiên, mang dấu thiên tâm này để giờ chót được giàu cho mình sống cũng có những giây phút an lạc. Đến ngày mà rời khỏi xác phàm, khi cái thần hồn có ra đi cũng vẫn là con của ông trời, cha cũng sẽ rước về. Thì hôm nay nhiệm vụ gì đã loan truyền cái dấu hiệu thiên tâm cho cha, cho mẹ và cho đức thầy làm ra cái này, thì chỉ là người truyền tin và thông báo lại thôi nha quý vị. Thì cũng đeo như quý vị thôi đó, cái dấu này hôm nay khắp tất cả các miền đất nước của nước Việt rất là đông, nhiều người hiểu được. Cái dấu hiệu này thì nói lại, hôm nay có duyên với Houston, mình không phải mình quảng cáo, mình giao duyên cái thiên tâm một cách rất là tự nhiên, không có bài bản, cũng không có chủ trương và ban bệ để mà quảng cáo gì hết. Nếu mà cố tình quảng cáo này nó có ban bệ giống như kiểu mấy thầy vậy, có mấy chục ngàn người đi làm online rồi đi in hình như này kia, tất cả những cái này phát khởi từ cá nhân không nha. Trên online hay những cái công ty cơ sở mà ở Việt Nam làm ra mấy cái dấu này á là hoàn toàn không có liên quan gì tới Kiệt hết. Kiệt chỉ có duy nhất một cái kênh YouTube thôi á. Thật sự tới ngày hôm nay cũng vậy, còn cả mấy chục cái kênh YouTube khác họ lấy clip của Kiệt họ gắn vô á là cũng là tạo công đức, thì là của người riêng ở bên Việt Nam, của một cũng là cá nhân của người ta. Rồi làm ra những cái này cũng là cá nhân của mỗi tiệm vàng hay những công ty cơ sở gì ở bên Việt Nam, họ làm giống này là cũng phát tâm từ cá nhân, là vì họ đã hiểu, họ đã ngộ được, họ đã biết được. Thì nó loan truyền rộng rất là lớn. Cái con số thật sự người đời mình không có đếm được bao nhiêu người đã quy dưỡng Đông Bắc để mà về với cha trời mẹ đất, thì người ta không có đếm. Có những người ta âm thầm lắm. Cả bên công giáo rất là đông tới ngày hôm nay, bên Phật giáo cả ni tăng ni luôn, rồi Phật tử nữa. Nhưng mà vì ở đời gia vua với gia đình với chùa với thầy, cho nên họ rất là ngại, họ không có muốn đeo ở ngoài để mà sợ bị giống như quê vậy đó, khoảng mấy chục triệu người.
chỉ có bề trên mới đếm được thôi. Mà mình nghe con số đó và đồng thời mình coi thử ở bên nước Việt Nam từ nhà này tới nhà kia như thế nào, thì miền Nam là nhiều nhất. Hồi xưa miền Trung, miền Bắc cũng không có hiểu về ngũ đại truyền thừa từ thời Phật Thầy Tang, Sư Giải Bác Khoai, Phật Chùm, rồi Đức Bình Phú Sổ. Họ chỉ biết ngài là ở ngoài Bắc đó, người ta chỉ tin có ông Nguyễn Bỉnh Khiêm thôi, nhà tiên tri thôi, không thật sự cùng một người hết. Sau này nhờ cái kênh của Kiệt Nói thì bây giờ từ từ lan rộng ra tới ngoài Bắc, rất là đông người hiểu về Đức Bình Phú Sổ. Thì cái đạo của Đức Thầy đã lan rộng ra khắp cả miền đất nước rồi, hải ngoại nữa. Nó đi từ một nguồn gốc. Cái này nếu mà không có cha, không có mẹ ban cái này xuống, không có Đức Thầy dạy thì cũng không biết cái này là cái gì luôn á. Thế ngày hôm nay nhiều người, người ta chấp, người ta nói sao Đức Thầy lập đạo ảo rồi lại lập cái đạo này. Đạo này thật sự Đức Thầy cũng là người loan truyền và dạy lại cho Kiệt thôi. Người lập đích thân gia lập, Thượng Đế là người đích thân lập cái này cho khối Âu Châu, cho khối người Mỹ của mình hải ngoại, để sau này cái dấu thiên tâm nó lon rộng ở trên nước Mỹ, ngay chỗ mình đang ngồi nè, Houston nè, Texas, Cali, Virginia, Seattle đó, rồi đi qua tới bên Anh, Mỹ, Pháp, Canada, đích thân cha lập. Mẹ là người ban xuống, cha là người lập ra, Đức Thầy là người dạy, Kiệt là người truyền tin. Đó là những cái hệ thống là như vậy. 100% Kiệt này thầy, nếu Kiệt nói sai, Kiệt sẽ bị đọa địa ngục. Người nào phỉ báng, Kiệt chỉ sinh được 3 lần. Người nào tiếp tục phỉ báng, Kiệt ở trên không có cho sinh nữa. Người đó sẽ bị mấy vị chư Phật rất là buồn á. Dùng chữ buồn thôi, không biết mấy vị làm gì á. Đức Thầy cũng rất là buồn á. Cha là người sáng lập đạo Thiên Tâm. Cái đạo mà lớn nhất của thế gian này đó là đạo Hồi giáo. Thì ông Mohammed ngày xưa ông nằm mơ thì ông lập ra là chiếm gần hết quả địa cầu này. Người thứ hai là con của Thượng Đế, là Đức Chúa Giêsu lập ra cái đạo Công giáo. Hai cái đạo này chiếm hết quả địa cầu. Đạo Do Thái là nước Do Thái cũng là thờ Thượng Đế. Hồi giáo cũng Allah cũng Thượng Đế. Đạo Công giáo thờ Đức Chúa Trời cũng Thượng Đế. Bên Ấn Độ giáo họ có 1 tỷ mấy người, họ thờ Phạm Thiên cũng là Thượng Đế. Hôm nay Thượng Đế thứ thiệt và Thượng Đế này bắt tất cả con của ngài 8 tỷ người trên quả địa cầu này phải học khó hơn. Đại đạo Phật là khó hơn, giống như là loại lính mà lính Navy SEAL vậy đó. Còn kia là lính bộ binh, rồi lính hải quân rồi dễ rồi phải không? Học khó hơn để mà một kiếp thành người. 12 giới luật của Thiên Tâm cha đặt ra rất là khó. Đối với người đời chúng ta nhìn rất là khó, nhưng mà về trên chỉ mong mình giữ được nhân lễ nghĩa chí tính thôi. Rồi lại trái đất này đã thanh bình rồi. Rồi mỗi ngày á, cuộc sống của mình rất là bề bộn, bị stress, bị thiếu thốn tiền bạc, con cái hư không nghe lời, việc làm bị chủ không hiếp, bệnh nan y trong người, đau đớn. Đó là tất cả là nghiệp của chúng ta, nó đi từ đời này sang đời nọ. Cha chỉ mong giới thứ 12 mỗi một ngày chúng ta phải ngồi thiền. Cách ngồi thiền kiệt chỉ trên online, đó phải bắt ấn. Tại vì ma quỷ thời nay 7 triệu người, và ma quỷ mở cổng địa ngục, mà cổng trời xuống, đang sống chung ta nhiều lắm. Cho nên mình phải ngồi thiền, và cách kiệt đã chỉ rồi. Ai không biết thì cứ lên online lấy xuống, kiệt chỉ rất là rõ ràng cho đó.
thì mình sẽ có được cuộc sống rất là vững và hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe. Sau đó song song cuốn kinh cuốn kinh Thiên Tâm cũng đã ra đời. Ngày xưa người ta không có biết đọc kinh của mẹ, kinh Địa Mẫu là của mẹ. Bút điển mẹ viết xuống từ phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cổ, tỉnh Thiểm Tây, miếu cổ Ứng Linh, thượng tầng mẫu ngự trên thiên gì đó, thì nó ra đời từ thời vua Quan Tự của nhà Thanh khoảng 1000 năm về trước. Người Tàu á, tại sao người ta rất là khôn, người ta biết cha biết mẹ. Tại sao người Tàu bất cứ tỉnh thành nào của nước Việt họ cũng giàu hơn người Việt? Mình phải để cái câu hỏi, tại sao người Tàu cái gì á, thật sự người Tiều, người Quảng hay người Phúc Kiến đều là người Việt nha, trong cái nhánh của mình 100 bộ lạc. Nhưng mà tại sao họ biết? Là tự vì ngày xưa vua Thần Nông là lập ra 100 bộ lạc, rồi mình là một cái nhánh nhỏ Lạc Việt, Âu Việt chạy xuống tới nước Việt Nam sau này. Họ đều biết Thượng Đế hết. Tại sao qua tới nước mình, cái thời nay mấy thầy không biết, Phật tử không biết? Mình bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ cho mình cái tánh khôn, cha mẹ cho mình cái chân thành, cha mẹ thương mình, cha mẹ dạy cho mình để đi về cha mẹ xuống thế gian. Mình mang cái phàm tạm vô thường, 100 năm nó rất là vô thường, để mình học những cái cực khổ, cái khó khăn, rồi những cái bị áp lực của cuộc sống, con ăn việc làm, con cái ái ố hỉ nộ, rồi mình học để bỏ tham sân si là cái cuối cùng để được đi về. Nhưng cuối cùng hôm nay biết bao nhiêu Phật tử cứ tu hoài không có hiểu gì hết, cứ vô chùa là thầy cứ kêu con phải đi bố thí, con phải làm từ thiện, cứ thế mà vậy đó. Không có cái gì gọi đạo Phật cốt lõi. Cuối cùng cha mẹ và chư Phật muốn mình có trí tuệ khôn, có chánh kiến, biết cái gì đúng cái gì sai, không có chấp theo màu sắc và âm thanh. Nhưng mà thời nay đa số các thầy dạy sai, chỉ là lời ngon, lời dịu hiền, những cái lời của Kiệt lúc cũng không có, thì qua đây rất là nhỏ, chữ nghĩa không có đủ để lên đây nói chuyện với cái gì, thì cái danh từ nó hơi thiếu hơn các thầy, để các thầy được có trường huấn luyện. Còn Kiệt này chỉ là điển thiên, tâm thật, lời thật, cho nên những cái danh từ nó không có suông, mà người đời thì thích nghe dịu ngọt suông, rồi màu vàng, rồi chói chói mắt, rồi thầy nói cái gì dạ dạ thưa, thì người ta cứ thế mà gục đầu, tức gọi là tu cà gù cà gặp. Kiệt không có như vậy, thì muốn mọi người giống như Kiệt, bình đẳng với nhau, tất cả chúng ta đều giống nhau ngồi ở đây. Kiệt ăn xôi, quý vị cũng ăn xôi. Kiệt có thể ăn đồ dư của mấy vị, tôi cũng không có ngại nữa. Còn mấy thầy là phải ăn xong đồ dư, con ăn nha con, thầy đồ của thầy ăn dư nè, con ăn có phước, đúng không? Kiệt không bao giờ vậy. Mỗi lần Kiệt không ăn chung với quý vị thôi, chứ Kiệt không bao giờ làm vậy. Cha mẹ dạy chúng ta hôm nay, mọi người chúng ta tự đốt đuốc mà đi, tự tu tại gia trong cái thời buổi loạn lạc này, để mình không có mất thì giờ. Tại vì một ngày mà nếu mình ở nhà mình đọc kinh, mình ngồi thiền á, mình cũng không biết ngày mai mình bị dính Covid hay dính bệnh gì, hay là ngày mai á, chuyện gì xảy ra với trái đất này nữa. Thì cái buổi trước khi cái ngày mình cứ lo lắng năng lo phá hội này, phá thầy này thầy kia, chạy tới chạy lui, mình cứ lo không à. Nhưng mà mình không có lo cho cái dẹp bỏ cái tham sân si với sanh ra trí tuệ của mình, để mình hiền lại. Thì lỡ như mình có cái gì mình đi rồi làm sao? Cho nên 3 năm nay thì khuyên là đạo
yên tâm cha ban xuống, tự đốt đuốc đi, chứ không có ai tu giùm mình được, không có ai đi đà Phật và thành Phật, không bao giờ có chuyện đó. Cái đó là gạt người đó, đừng dám nói trên mạng. Thầy nào dám đối chứng thì đối chứng. Mà cái thầy đó phải có thần thông, nói chuyện được với Phật đi, thì cũng nói chuyện được với Phật nè, thì lúc đó đối chứng. Chứ còn cái thầy mà thầy ma đó, cái hào quang nó đen thui á, mà lên đây đối chứng thì cãi hoài cũng không thông nữa. Cho mẹ không có dạy. Mình phải ngồi thiền, mình phải đọc kinh. Tại sao hôm nay trong cuốn kinh này có kinh Địa Mẫu nói về mẹ? Mẹ là mẹ của tất cả các vị Phật. Cha là cha tất cả các vị Phật. Ngày xưa Phật là một cái process, một cái công thức, mà cha là người đầu tiên thành Phật, là đồng giác Phật. Trong luật Phật, ai thành Phật trước là huynh. Tại câu này Kiệt đã hỏi về trên hết rồi, thì Kiệt biết được cha với mẹ là lớn nhất. Tất cả các vị Phật đều phải mang thân người. Khi đã mang thân người thì dĩ nhiên là con với cha mẹ rồi, mới thành Phật được. Mình phải nên nhớ cái căn bản đó. Còn khi ở những thầy thời nay, tại sao họ từ chối Như Lạc ra đời thời nay, tại sao họ từ chối cha, là vì nếu có cha có Phật Như Lạc. Bởi vì trong cái bài Kính Thiên thứ hai đó, là tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian, chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này để trừ ma. Thì từ ngày khi mà Kiệt ra đời, Kiệt nói về thiên tâm, biết bao nhiêu người Phật tử phải bật ngửa. Thiên tâm đi trung đạo, đạo Phật rất là khó, thầy nói rất là cao siêu, chúng ta khó hiểu lắm, mà có hiểu còn làm cũng không nổi nữa. Thiên tâm, nếu mà ăn chay trường được, tức thầy khuyên ăn chay trường, kêu Kiệt ra nói gì là sư phụ kêu mỗi người chúng ta ăn chay trường. Nhưng trong kinh Thiên Tâm nói nếu người Mỹ, người sau này mấy chùm khăn bên Trung Đông kêu họ ăn chay làm sao, họ theo Thiên Tâm được, thì họ giữ tam tịnh nhục, đừng ăn mấy con chút nhất là được rồi, Costco là ok. Đâu phải ai cũng giống như chúng ta, mỗi người có căn cơ thấp và cao mà. Đó là khi Thiên Tâm ra đời tới ngày hôm nay, có 36 tầng trời, có muôn trùng chư vị Phật, Bồ Tát, chư vị Thánh, chư vị Thần, gia hộ. Cả cái tiệm neo mà ế, chỉ cần ra nói dân địa, con là họ Thiên, ông địa ông cũng có thể giúp chở mình được á. Rất là mầu nhiệm. Một người bệnh ung thư trên giường, mà quay về hướng Đông Bắc, mà ngồi không được, anh nằm trên giường quay về hướng, chỉ cần sám hối bằng cái tâm của mình, thì giai giác của mình, các vị thần ngay chỗ đó ghi, ghi vô sổ, thêm một đứa con quay đầu thì sẽ được đi về nữa. Cho nên thời nay đó, đâu phải là phải đi vô chùa hay là bên công giáo, phải vô nhà thờ để mà làm lễ quy y, phải có ông cha nữa, rồi phải có ông thầy cho pháp danh, mà bên mấy thầy cho là cho theo cái hệ phái của thầy đó. Diệu là đệ tử tôi, Quản là đệ tử của này này nọ, không có. Kiệt là Thiên Tức Kiệt, Ngô Túc Kiệt, bây giờ Thiên Tức Kiệt quý vị là Thiên Cảnh Tú, cái gì mình cũng là anh em nhau hết, chung nhau hết. Ở trên trời thì có 12 anh em cũng là thiên thôi, thiên này thiên kia, chỉ có một cái là người anh cả, người em út khác nhau nhiều đó. Khi cuốn kinh Thiên Tâm ra đời, cha mẹ trong bài Kính Thiên á, nó kêu là mình tu theo Di Đà Quán Âm, cái là tu y chang thôi. Kinh Phật không có gì sai hết, Tam Tài Tạng Kinh thống gì sai, chỉ có thời nay người làm sai, chứ Kinh Phật không có sai. Cho nên cha mẹ cứ yêu cứ thế mà tu, nhưng mà phải thay đổi cách tu thôi. Thì Thiên Tâm đi giữa trung đạo,
để độ những người ngoại quốc, những người Mỹ óc vàng mắt xanh mũi lõa, rồi độ luôn, sau này độ luôn Phi Châu nữa, Nể nữa, rồi mấy anh chùm khăn Ả Rập nữa. Sau đó mấy anh Iran nó không có bắt con gái mà chùm đầu nữa, tại vì trong này mẹ nói là mọi người chúng ta là bình đẳng mà, không có cái gì mà bây giờ á nó đem cái cô gì là bữa hổm chùm khăn biểu tình cái đi giết người ta. Rồi giờ ai nói cái chuyện lý do, nó nói là cha cãi lời của thượng đế giết, cha không có khiếu chuyện đó, không bao giờ. Cho nên thế gian này á, họ cứ chê chữ như kiểu luật sư vậy đó. Thì lên đây 3 năm trời chuẩn bị biết nhiều người xuyên tạc, nhưng mà tới ngày hôm nay quý vị thấy họ xiên, họ xéo, họ xỉa, họ lụi kiểu nào. Cha mẹ kêu kiệt cứ vững lòng mà đi. Chị chỉ buồn là những người không có tri cứu sâu, không có tìm hiểu kỹ, rồi phê phán. Bởi vì thường mỗi lần lên mạng nói chuyện á, thì khuyên tất cả mọi người á, khi nghe kiệt á, đừng có tin liền nhé, đừng có tin liền, nhưng mà phải ghi nhận rồi nghiên cứu. Tin liền là mê tín rồi, đừng có tin liền. Hôm nay mà trên thế giới mà có một người nào mà giỏi về chữ nghĩa đó, cứ lập một cái ban nghe lời clip từ số 1 cho tới hôm nay là 188 không, thì coi những lời Kiệt nói. Ngày đó tháng đó anh Kiệt nói kêu mọi người mua đồ ăn ngày đó, thì bắt đầu ngày nào mà Costco ở Mỹ ai cũng dành đi mua đồ ăn, tức là thời Covid á, trước khi Covid Kiệt đã lên báo động rồi. Rồi ngày nào ông Trump quay lại ảnh nói ngày nào, ngày nào tiền Việt Nam thành tiền giấy ông nói clip số mấy ngày nào, rồi ngày nào xảy ra thường tiên tri mấy vị cho Kiệt biết. Quảng hồn Kiệt lên đài Kiệt nói nhiều lúc có bữa cả tuần, có bữa hai tuần bận rộn là ba bốn tuần, nhưng mà đâu phải xảy ra liền giống như là tin tức đài CNN hay đài Trần Nhật Phong đâu, nó phải cho thời gian 2 tháng 3 tháng. Nhưng mà thời nay ấy, chúng ta đó lu bu lo công việc, lo income, lo thiếu thu nhập với duy nhất là Việt Nam. Mình nói bữa nay nghe rồi, nghe clip 187 kêu quên, cả 3 tháng sau mới xảy ra. Cái con người thì nói sao tôi nghe lời anh tôi mua gạo, rồi bây giờ 3 tháng gạo nó móc, cái khi bị móc cái chán không có chịu để dành nữa. Hay là thật, khi mà tiên tri ta nói phải mình phải biết tích, ví dụ như 2 tháng gạo mất thì mình bán hay là mình cho rồi mình mua tiếp mình giữ lại, chứ đâu phải vừa mua cái nó mình dự trữ cái gạo đó cái là phải xài cái gạo đó. Mấy gì đâu có nói ngày nói giờ đâu, cả kiện mấy gì cũng đâu có nói ngày nói giờ đâu. Nhưng mà thời nay tiên tri như vậy là mình đã quý quá rồi, đúng không? Mình biết chắc là cuối cùng rồi mình sẽ có cái hội Long Hoa hay là ở miền Tây nước Việt hồi xưa 1000% luôn. Bây giờ ai muốn cá kiểu nào cũng được, Kiệt chắc cá tất cả những cái nước cộng sản vô thần sẽ sụp đổ cùng một lúc đi hết. Độc tài Iran hay là những cái nước mà gọi là ác, dùng chữ ác đi, cái thiện sẽ nổi lên hết. Đó là cơ trời là vậy đó, thì Kiệt chắc cá cái đó. Còn mà mỗi ngày mà nghe đài bữa nay nước Việt thu nhập đầu lương vượt mức chỉ tiêu, kinh tế thị trường lên, rồi mà Putin thì nói đánh Ukraine là chánh nghĩa, đại khái mấy cái đó mình nghe, rồi nghe cái đài này nghe qua mấy cái đài đó làm cho mình giật mình. Ủa ông Kiệt ông có ông mình ông không có chữ nghĩa gì mà ông nói như vậy. Còn trong kia người ta có cả tỷ người thông minh, người ta nói kiểu đó. Biết tin ai ha? Tin thằng dốt này hay tin 1000 người trí tuệ trên đại?
nhưng mà cuối cùng ai trúng? Bây giờ nước coi lại hồi trước ngày 24 tháng 2 đi, Putin mà thì lúc mà dàn trận 100.000 quân ở biên giới đó, chỉ nó nói rồi mày thôi chết, chết chắc. Nó định đánh là 24 tiếng thôi, mà tính hôm nay là nhiêu? Đánh hoài đánh không xong. Bây giờ mình mới thấy rõ là cái đó gọi là mấy gì, mới gọi là có lớp có lan á, là tác sạch cái đầm lầy là vậy. Nếu mà nó không đánh thì ở trong mấy cái câu sấm cơ của mấy vị nói sai thì sao? Mấy vị nói câu gì ta? Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban không thần mà. Thì bây giờ á, là những cái vũ khí của Mỹ bây giờ là bán chạy nhất. Nga bây giờ mai mốt mà nó có bình thường lại, nó bán cũng chả ai mua nữa. Đó, thì ai ở bệnh mà làm lấy cái ngày kịp nói, rồi xong cái để cái ngày xảy ra. Thường 3 tới 6 tháng, có cái đi 7 tháng, 8 tháng, 5. Và những cái bài thơ cái gì cho đó là xuân xuân, mùa thu rồi đó. Bây giờ là sắp tới mùa xuân, xuân là Tết. Tết nay là Tết con mèo, mèo kêu bá tánh lo sao, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, thỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Mình tính theo đó là đúng nhất. Tại vì thầy nói ông đâu có nói ngày nói giờ đâu. Mình sắp sửa mình ăn Tết con mèo phải không? Thì là cũng đúng. Thì từ nay nó có nhiều chuyện biến động dài dài cho đến canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Thì chỉ biết được 2 tuần trước khi về đây này, trên báo là con ra thông báo cho mọi người chiêm hiệp 6 triệu, trong đó có dịch biên, HO, ODP, đi diện du học, F1 cho tới F gì đó, 10 mấy 20, chuẩn bị để đi về. Rồi cờ vàng, cờ đỏ, ai nở bố vàng. Nghĩa là việc thông báo những cái cực kỳ mà không ai tưởng tượng ra được. Làm gì cờ vàng ba thập đỏ mà treo dinh độc lập, làm cái chuyện đó. Quý vị tin không? Có ai ở đây tin không? Bác tin hả? Sao mà treo được ta? Tại vì nó không có ý nghĩa là chính trị. Cái lá cờ vàng ba thập đỏ, ba sọc, không phải là ba que. Bây giờ trên mạng tụi nó hết chấp chửi ba que rồi. Từ ngày nghe cái kênh này là bớt chửi ba que. Miền Nam là một que đỏ. Miền Trung là cái que ở dưới thấp, là miền Nam là cái que thấp. Cái que giữa là que miền Trung, cái que ở trên là que miền Bắc, là ba que đỏ nha. Cái màu vàng là dân tộc trăm giống dân Bắc Việt, màu vàng. Cái lá cờ này treo ở Hà Nội Hàng Xanh 1938, thì là cái lá cờ chung của dân tộc. Mà ngày xưa ở núi Thiên Long Sơn nó kéo xuống bị mấy vị về giũa liền á. Lá cờ này quan trọng lắm bác con, sẽ treo lại nước Việt. Lúc đó thì còn bỡ ngỡ đó, làm sao mà treo nổi. Nhưng hôm nay nếu không có lá cờ đó, làm sao 6 triệu chim hiền có lòng tin để mà về xây dựng lại đất nước? Nếu không có lá cờ đó thì làm sao Quốc hội Mỹ họ có lòng tin được? Nếu không có lá cờ đó, đâu còn lá cờ nào ngoài lá cờ đó đại diện cho khắp tất cả người Việt, quốc nội quốc ngoại, có cái chánh nghĩa để mà ngóc đầu ngẩng mặt lên làm người, để mà Liên Hiệp Quốc, để IMF nó cho mình mượn tiền, để mà công ty Mỹ, công ty Nhật,
công ty Nam Hàn nó quay trở lại. Chỉ có lá cờ đó mới đưa nước Việt hàn gắn dân tộc, đưa tất cả chúng ta đi về. Chứ còn nếu mà lá cờ khác, lá cờ hiện giờ bảo đảm có một số bác qua đây từ lâu cũng chưa từng về Việt Nam, chưa dám về luôn. Mà nếu mà cứ tiếp tục mấy con ông bầu á, mà cứ đem đi bị xà lăn hoài á, bữa nay hết bà Vạn Thịnh Phát, Tê Đăng, Đăng Hoàng Minh, rồi Đại Nam, rồi tới Việt Chết, có ai nữa ta? Đừng nói tới Bắc Vượng mà nghe, Bắc Vượng đang nổi tiếng xe, đang ở dưới cảng Ốc Lên nè. Cho nên từ từ, mà một quốc gia mà không có người giàu thì làm sao có nhân công, mỗi nhân công nuôi một gia đình, thì chẳng lẽ một cái quốc gia kỳ quệ như vậy làm sao mà sống được? Chẳng lẽ mình cứ đi xuất khẩu lao động hoài, chẳng lẽ mình cứ đi làm dâu xứ đài hoài sao? Đâu phải như vậy. Mang tiếng đi du lịch chứ thật sự qua đây toàn là làm gì đó không, là phục vụ không? Việt Nam với Nhật cũng vậy, Nam Hàn cũng vậy. Không có cái nghề gì mà mang về để mà dạy cho nhiều người để mà từ từ phát triển hết. Nãy đang nói về cuốn kinh, cái nó đi sâu một chút. Trong cuốn kinh này nó có 1 tiếng 30 phút. Lúc mà mỗi ngày mình đọc thì có kinh mẹ thì mình mới hiểu nhiều. Sau đó thì nó cũng y như ở chùa là Đại Thừa, Lăng Nghiêm Thập Chú, đó là Đạo Thiên Tâm. Rồi sau nữa đó, quý vị ở trên trời á, mới nói thời gian trong tương lai chúng ta không có nhiều thời gian. Không có nhiều thời gian cho nên mỗi ngày chúng ta đều làm tội đúng không? Ra đường đạp đóng kiến, đóng dế nhà mình có dán đồ là sát sanh biết nhiêu. Thôi lại sám hối. Mà lại sám hối mà nhiều quá nó không đủ giờ. Tu tập quý vị cũng tính dùm cho mình luôn á. Cuối cùng có 36 lại sám hối ở cái cuốn kinh. Mỗi một ngày mình hành trì một cuốn kinh này nó bằng cả 3 tháng trong chùa mới của Phật tử. Cái đâu có khác gì. Cái mình muốn nói chỗ này hôm nay trên cái clip này á, cái quan trọng mình thương Phật tử, thương mấy thầy, bỏ cái ngã đi, bỏ cái chấp đi, gọt thêm cánh. Nghĩa là mình đã tu Phật rồi, mình biết thêm cha thêm mẹ thì tốt. Bây giờ mình có một cái passport đi qua Pháp, qua Canada đi. Một cái passport Canada. Bây giờ mình thêm một cái passport đi Mỹ, mình có 2 cái, có phải là chắc ăn hơn không? Ok rồi, mình muốn đi nước nào mình đi. Đi về trời hay đi về Phật, cha mẹ. Cha mẹ cũng là trên đó, cũng là một cõi thôi. Ở dưới thế gian mình không có hiểu, cứ nghĩ tầm nhiều cõi này nọ. Chỉ có người nào đức độ cao, tu cao thì ở tầng trời cao thì đi được hết tầng trời thấp. Những người nào dưới này tu dở á, đi về tầng trời thấp, chỉ có lên trên không được. Chuyện của thần, thần biết. Chuyện của thánh, thánh biết. Cái thần không có biết chuyện của thánh, nhưng mà ngược lại thánh biết chuyện của thần. Thánh biết chuyện của thánh, biết chuyện của thần, biết chuyện của chúng ta. Nhưng mà thánh không có biết chuyện của Bồ Tát. Rồi từ Bồ Tát biết chuyện của thánh, biết chuyện của thần, biết chuyện của chúng ta. Nhưng Bồ Tát không biết chuyện được của Phật. Từ những vị Phật thì biết chuyện của Phật. Cho nên khi mà Phật Thích Ca ra đời á, thời xưa đó, chỉ 4 mấy năm, những ngài đệ tử của ngài hỏi chứ Thế Tôn còn gì mà chưa dạy chúng con? Thì lúc đó Phật chỉ quơ trong rừng có 1 nắm lá. Chứ Phật lúc đó mà mùa thu mà nguyên cả rừng lá. Thì hôm nay thì Phật Thích Ca đã giải thích rồi. Phật chỉ nói chuyện của Phật thôi. Bây giờ một người nào dạy về toán thì ông thầy đó chỉ biết toán thôi, ông đâu có biết lý, biết hóa hay là những cái môn khác. Còn cha là cái thân cây, cha là tất cả các đạo trên thế giới đều là thờ Thượng Đế.
hôm nay mình cũng thờ Thượng Đế, nhưng mà khó con cái là mình phải học Phật là một cái công thức để mà ăn hiền ở lành và biết luân hồi. Đạo Công giáo giờ quý vị ngồi đây, quý vị hiểu luân hồi là gì? Linh hồn nó chuyển thế từ cái thân này sang thân khác. Nhưng mà người ở ngoài đường này nè, bước ra hỏi thử, họ có tin cái đó không? Cũng chả ai chứng minh nữa. Cả ông cha ông nói khi mà cha chết cha sẽ về với Chúa. Mấy ông cứ chắc ăn vậy không à, bảo đảm không về luôn. Ông mà làm bậy thử dễ gì về, tại vì mấy ông nói mà không có bằng chứng. Kiệt này sống hai cõi, cõi người và cõi trời, mỗi ngày Kiệt biết không có chuyện đó. Dầu cho Đức Hồng Y đi nữa đó, mà ông làm sai ông cũng đọa địa ngục như thường á. Đạo Thiên Tâm đi giữa để mà thích ứng với cái thời đại vàng kim trong tương lai. Không ai cao cũng chẳng ai thấp. Còn hồi nói Phật tử của người Việt Nam mình có phước thì đầu thai làm người Việt, nói tiếng Việt và nói những lời thật lời thiệt. Kiệt mang thân người mà không phải người. Người Diếp Ô, gọi Diếp Ô là chắc ăn. Mà lời thật để cho đánh thức mọi người thức tỉnh lại. Bao nhiêu cuốn sách trên thế gian cũng do người viết lại rồi in ra. Bây giờ mình gặp một thầy, mình hỏi ổng ai nói là không có Thượng Đế, nói là sư phụ tôi, rồi cứ đi kiểm chứng hoài. Bao nhiêu đời nay mấy sư phụ họ có bao giờ đi về trời gặp cha chưa? Đi gặp rồi nhiều lắm, vì cha la cũng có, cha thương cũng có, cha dạy cũng có. Cái gần nhất là trước khi về qua Houston này nè, đều trước khi đi đâu đều phải tỉnh ý mấy vị á. Mới ngày hôm qua cũng có gặp nữa đó. Chuyện nói thật, khi lên đây không ai dám khẩu nghiệp nha quý vị. Một lời chuyện nói có video làm chứng lưu truyền mấy nghìn năm. Chỉ có con người cái chướng ngại bê lớn thôi, hiểu bao nhiêu. Và cái ngã bự bao nhiêu. Bây giờ tất cả các thầy, các chúng ta từ thời xưa tới thời nay, trước thời thần tú mà ra đại thừa nữa, có ai bây giờ thấy được mặt Phật Thích Ca không? Có ai thấy không? Không ai thấy. Trong cuốn kinh vừa lập ra con chữ là bất, bất khả thương nghị. Nghe cứ đọc và tin thôi, không có được nghi ngờ, đúng không? Hôm nay Kiệt mang thân người làm đủ mọi chuyện, mà tại sao cứ nghi quá trời nghi vậy? Kiệt là người kiểm chứng luôn á. Muốn đối chối là Kiệt có chỗ, có nơi Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang nè. Là vì thời nay cha mẹ muốn vũ sổ trái đất này là vậy. Có người khó có hiểu được, lo cuộc sống bon chen, đời sống văn minh vật chất. iPhone 15 con người lên sao Hỏa rồi, thì thành ra bất lòng tin với Thượng Đế, không còn biết trời Phật là gì. Có nghĩa là họ không còn tin mình đang có cái linh hồn. Con người chúng ta có cái xác phàm là để đi làm, đi nuôi nơi gia đình, nuôi tương lai con cái. Nhưng trừ khi con người không tin mình có linh hồn, mà cái chấp vào cái học vấn thế gian của mình, chấp vào cái đồng lương cao thấp của mình và tiền của mình để dành, thì người đó cứ mãi ở thế gian luôn, học thế gian luôn. Con người mình có linh hồn thì phải học làm thần làm thánh nha quý vị. Mình xuống đây mình học làm thần làm thánh, chứ không phải mình xuống đây để mình học làm người mãi mãi ở cái trái đất này. Hôm nay Kiệt ra đời, Kiệt nói lên những sự thật. Kiệt không muốn quý vị làm thần làm thánh nữa, mà làm Phật luôn.
về với cha với mẹ luôn một đời này. Hôm nay ai mang họ thiên, sau này thì đã là con của ông trời rồi, một đời này chúng ta sẽ về. Chứ không phải mình nghe pháp của mấy thầy lâu lâu tổ chức khóa tu mình vô mình ngồi nghe rồi để cho nó burn time, chừng đốt thời gian chừng mấy tiếng là cái mình về, để mình có cái activity là giống như có công việc đó làm, thì không muốn vậy. Thì nói lời thật, thì gặp thật thường, gặp đức thầy thường, gặp tất cả các vị hùng thiên trong núi rất là nhiều thường luôn, cha mẹ các chư Phật. Hôm nay thì được phép mấy vị cho ra đây ngồi nói để đánh cảnh tỉnh mọi người chúng ta trên quả địa cầu này để mà mau quay đầu. Nếu mà nước Việt có một người vậy phải trân trọng mới đúng, biết nước mình có phước. Cái thằng mà đúng ra mà phải mang ơn Việt nhiều nhất đó, mà hiện giờ phải cảm ơn nhiều nhất đó, có là ai mới thời gian gần đây nhất này. James Lansky, tổng thống của Ukraine, biết sao? Tại cái bữa mà nghe sắp sửa tấn công như Ukraine là chiếm thành Kiev rồi đó, tại việc lập cái đàn bàn ở trên Thiên Long Sơn á, có cái clip đó, là lúc đó mấy ông thiên thần của bên Công giáo quá trời đông luôn, thấy mà ông vui lắm, ồ ngày đãi tôi buổi tiệc á. Thì lúc đó cha đứng đó đó, ok rồi con này nó xuống sinh rồi đó, về bển đi. Ông về bển hả, phun tuyết xuống một cái 40 cây số xe tăng bị đông lạnh liền. Chứ không là bây giờ thằng nghe hôm nay là nó chiếm nhiều cả cái Europe rồi. Ông Lansky là phải cảm ơn mình mới đúng, mình đúng ra phải đạt được cái giải Nobel thế giới mà có ai hiểu không? Cái gì thấy chuyện làm bao nhiêu chuyện động trời á, rất là sự thật 100% đó. Là ngày đó ở cái quả địa cầu này, cha cũng lo cho mình, cha cũng đang lo cho tam thiên đại thiên thế giới. Ở cái vũ trụ cũng đang biến đổi, thì những cái hành tinh khác cũng đang tận thế. Ở cái địa cầu này, con người của mình làm ác trượt nhiều, mình phải trả cái quả. Nhưng có một người con của Thượng Đế duy nhất hạ phàm xuống trần sinh, thì nghĩ mấy vị thiên thần có nể không? Tại sao nước Việt cứ linh xình không có tệ như là Bắc Hàn, không có dạng, không có tệ như những nước khác mà đói khổ mà sướng sướng, mà cứ linh xình vậy mà chết nhiều, Covid cũng không có chết nhiều, là vì kiệt thánh không đó. Nước mình cũng nhiều cái nghiệp chứ lắm,